Trương Bá Chi mắc bệnh ung thư, ba cậu con trai bị Tạ Đình Phong bắt đi. Thông tin nữ diễn viên Trương Bá Chi phát hiện ung thư hiện đang điều trị khiến ba đứa trẻ phải ở với Tạ Đình Phong đang nhận được sự quan tâm của dân mạng. Trương Bá Chi là nữ thần của một thế hệ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nữ diễn viên vua hài kịch quyết định kết hôn với nam tài tử Tạ Đình Phong và lần lượt xin cho gia đình họ Tạ hai cậu nhóc kháu khỉnh đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của Trương Bá Chi không được bao lâu thì loạt ảnh và clip nóng của Trần Quán Hy bị lộ. Điều đáng nói, trong những hình ảnh người lớn đó lại có Trương Bá Chi. Sự kiện này đã gây rúng động toàn châu Á lúc bấy giờ. Vụ việc lộ ảnh nóng đã khiến sự nghiệp của Trần Quán Hy lẫn các nữ diễn viên chính trong loạt ảnh nóng đó ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có Trương Bá Chi. Không những vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nữ diễn viên vua hài kịch và Tạ Đình Phong ly hôn. Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi một mình mang theo hai cậu con trai, một mình nuôi dưỡng dù lúc này sự nghiệp của cô đã về con số 0. Không những vậy, nữ diễn viên chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm show, kiếm phim để kiếm tiền trang trải nuôi con. Cuộc sống của mẹ đơn thân rất vất vả. Trong khi đó, Tạ Đình Phong quay lại với Vương Phi. Dù vất vả đến đâu, Trương Bá Chi vẫn luôn dành mọi thứ tốt đẹp đến cho hai cậu con trai. Một tay cô chăm sóc đưa đón con đi học, đưa con vui chơi. Nói một cách khác, dù có bận cỡ nào, Trương Bá Chi vẫn không bao giờ bỏ lỡ sự trưởng thành của con. Trong khoảng thời gian Trương Bá Chi tạm ở ẩn chăm lo cho các con nhỏ, nhưng cuộc sống của cô vẫn là đề tài được truyền thông quan tâm hơn ai hết. Đến năm 2018, Trương Bá Chi khiến nhiều người sốc khi hạ sinh cậu con trai thứ ba. Cha ruột đứa bé là ai hiện vẫn được mọi người quan tâm và tò mò. Có rất nhiều thông tin cho rằng bố ruột cậu con trai út của Trương Bá Chi là một đại gia ở đại lục. Có nguồn tin lại cho biết bố của đứa bé là một người ngoại quốc. Thậm chí có nguồn còn hé lộ cậu con út của Trương Bá Chi là kết tinh của cô và chồng cũ Tạ Đình Phong. Sau nhiều năm vất vả kiếm tiền nuôi con, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, thì vào năm 2021, Trương Bá Chi tái xuất khi góp mặt vào chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 của đài truyền hình Hồ Nam. Cũng nhờ chương trình này, Trương Bá Chi đã khiến nhiều người đồng cảm và có cái nhìn khác về sự phi thường, tình yêu thương con của nữ diễn viên phim Châu Tinh Trì dành cho con. Và thông qua chương trình này, Trương Bá Chi dường như quay lại thời kỳ đỉnh cao của mình khi là gương mặt được các nhãn hàng sự kiện show thực tế lựa chọn. Cách đây không lâu, theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, có nguồn tin đã hé lộ rằng hiện Trương Bá Chi bị ung thư, cuộc sống cũng không thể tự lo liệu. Vì thế, ba đứa con của cô đều được chồng cũ tại Đình Phong đón về nhà nuôi nấng. Thậm chí để tạo tính xác thực, người này còn đăng tải một đoạn clip cho thấy hình ảnh của Trương Bá Chi trông có vẻ tiều tụy xanh xao khác hẳn mọi ngày. Sau khi thông tin được tung ra đã khiến cư dân mạng sửng sốt và trở thành đề tài thảo luận sôi nổi. Netizen xứ Trung đã để lại bình luận mong đây chỉ là tin đồn nhảm và cầu mong nữ diễn viên vua hài kịch bình an khỏe mạnh. Trong khi netizen đang hoang mang và lo lắng cho Trương Bá Chi, thì nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phá vỡ tin đồn thất thiệt này. Theo đó, nữ diễn viên vua hài kịch đã đáp trả tin đồn bằng việc đăng tải một số đoạn video sinh hoạt thường ngày cùng giai đoạn vui vẻ hạnh phúc bên cạnh những cậu con trai đáng yêu ngoan ngoãn của mình lên mạng xã hội. Điều này cũng đã chứng minh rằng việc Trương Bá Chi đang mắc bệnh ung thư là giả, không đúng sự thật.